Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đấy chính là cách để nhìn rõ bản chất của một người đàn ông. Các bạn thân mến, mình nghĩ rằng đây là một cái kỹ năng và kiến thức rất là quan trọng trang bị cho các bạn để các bạn sẽ nhìn đúng người, trao đúng tình cảm, chứ không có là mình trao tình cảm cho không đúng người, sau đó mình tốn thời gian, mình tốn công sức, mình tốn tình cảm. Đó, và rất nhiều những cái sự tốn khác nữa nếu như các bạn không nhận biết sớm những cái điều này để đưa mình vào một mối quan hệ đúng đắn và phù hợp. Nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều nỗi đau cho các bạn, để các bạn không phải trải qua những cái nỗi đau. Nó sẽ tiết kiệm cho các bạn được khoảng thời gian rất là dài, vì có những bạn vì không nhìn ra được những cái điểm này, không nhìn ra bản chất ấy. Có những bạn lãng phí 1-2 năm, có những bạn lãng phí 6-7 năm cuối cùng mới nhận ra rằng cái người đấy là cái người tệ, hay là người đấy là cái người không phù hợp với mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm cách để biết xem bản chất của một người đàn ông sẽ được nhìn ra như thế nào nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ nhìn ra được bản chất của một người đàn ông khi mà anh ta tức giận và khi anh ta không kiểm soát được bản thân mình thì anh ta sẽ làm những cái gì. Đó, rất nhiều bạn trong khi yêu thì rất là sợ những cái mâu thuẫn nên là không bao giờ dám đề xuất vấn đề rồi giải quyết vấn đề, xong cứ trốn tránh vấn đề, gạt vấn đề sang một bên và nhịn, phải chịu đựng. Nhưng các bạn có biết không, cái khoảnh khắc mà các bạn nhìn rõ nhất bản chất của người đàn ông đó là khi anh ta tức giận, khi anh ta điên lên, khi anh ta không kiểm soát được bản thân thì anh ta có thể làm gì với bạn. Ví dụ khi mà anh ta rất tức giận thì anh ta không có được thứ anh ta muốn, đúng không? Anh ta rất là tức giận, tức tối thì lúc đấy anh ta có đánh bạn không? Đấy, mình sẽ nhìn ra ngay được cái bản chất bạo lực có hay không, đúng không? Anh ta có chửi bới bạn bằng những cái lời lẽ không hay, bằng những câu tục tĩu hay không? Lúc đó chúng ta nhìn ngay bản chất con người anh ta có phải là một người văn minh hay không, đúng không nào? Đó, khi anh ta tức giận, anh ta có thể làm được cái gì? Đó là lúc bạn nhìn ra được anh ấy là người như thế nào. Chứ đừng chỉ nhìn vào cái lúc mà khi anh ấy tâm trạng vui vẻ, khi anh ấy đang muốn tán mình, khi anh ấy đang muốn chinh phục trái tim của mình thì anh ấy rất là tốt, anh ấy từng đối xử với tớ rất là tốt, anh ấy có một bản chất mà mình đánh giá là anh không tệ đâu, chỉ là cái lúc tức giận anh ấy mới thế này thế kia. Đừng bao giờ chỉ là, các bạn nhé. Vì khi mà người ta chinh phục các bạn, người ta phải bày ra cái vẻ đẹp nhất của người ta rồi, đúng không nào? Còn cái bản chất thực sự của người ta bộc lộ khi chính người ta đang tức giận đấy. Có những người đàn ông, người ta có tức đến thế nào nhá, người ta cũng không băng tục chửi bậy. Có những người đàn ông dù có tức thế nào cũng có một nguyên tắc không bao giờ động tay động chân với phụ nữ. Đấy, bạn phải tìm những cái người đàn ông như thế. Và phải tranh thủ những cái lúc người ta điên nhất, người ta tức giận nhất, mình xem là người ta sẽ có những cái suy nghĩ như thế nào, người ta có thể ứng xử như nào, thì bạn phải nhìn ra bản chất nhá. Đừng có lấy đó để làm bao biện. Bởi vì nếu các bạn muốn có một mối quan hệ lâu dài, các bạn phải biết là các bạn chấp nhận được cái gì và không chấp nhận được cái gì. Bản chất người ta như thế, mình có chấp nhận được hay không nhá. Và mình không khuyến khích các bạn chấp nhận một cái người đàn ông ví dụ bạo hành với các bạn, hay là khi mà tức giận quá xong rồi dùng những cái lời lẽ rất là thiếu văn minh, chửi bậy. Mình nghĩ rằng khi mà người ta điên lên, người ta có thể chửi bậy với các bạn thì nó là bản chất đấy, chứ nó không phải là vì tức quá mà như thế đâu, đúng không? Bởi vì có những người tức quá, người ta cũng không làm những cái đấy. Cái văn minh nhất của một người đàn ông hoặc một người phụ nữ khi tức giận đó là họ giữ được sự im lặng. Đấy, hãy yêu và hãy lấy những cái người như thế thì sau này cuộc đời của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Còn hơn là những cái người mà mất kiểm soát về bản thân thì sợ lắm các bạn nhé. Cái điều số 2 mà các bạn sẽ nhìn ra bản chất của một người đàn ông đó là sau khi anh ta đã đạt được những thứ anh ta muốn thì anh ta đối xử với các bạn như thế nào. Ví dụ trước đây anh ta tán tỉnh bạn nó là một chuyện, đúng không? Khi có bạn là người yêu rồi, anh ta có còn nâng niu trân trọng bạn như vậy không? Hoặc đặc biệt là khi anh ta quan hệ với bạn rồi, anh ta có còn yêu thương các bạn không? Đây là lúc các bạn nhìn rõ ra bản chất của người đàn ông nhất. Nếu như sau khi ví dụ quan hệ với các bạn xong, bắt đầu là anh ta lảng các bạn ra, và đây là cũng cái suy nghĩ và lo sợ của rất nhiều bạn gái nhá. Bảo ôi, quan hệ với nhau rồi thì tụt cảm xúc, mất cảm xúc. Mình nói thật với các bạn, người ta quan hệ với các bạn xong rồi cái tụt cảm xúc, mất cảm xúc với bạn là do người ta không yêu các bạn. Chứ còn người ta yêu các bạn ý, quan hệ với các bạn xong rồi người ta càng có sự gắn kết với các bạn, càng yêu các bạn nhiều hơn. Đó, cho nên mình hay nói với các bạn gái rằng một khi các bạn quan hệ xong ấy, đừng có sợ người ta sẽ bỏ mình, hay là sợ là ôi em đã trao thân rồi em sẽ không thay đổi đàn ông đâu. Các bạn càng có tư duy như thế thì đàn ông càng chán các bạn nhá. Mà phải có tư duy này, đấy, có được mình rồi, mình quan hệ đó là do mình muốn, mình sẵn sàng cho điều đấy. Đó, và sau cái quan hệ mình còn phải xem anh có còn xứng hay không anh mới được em yêu tiếp, chứ không phải anh không xứng em vẫn yêu tiếp đâu nhá. Đấy là cái tư duy đúng đắn và cuốn hút. Còn sau khi quan hệ xong, bạn phải xem là người ta có còn nâng niu trân trọng mình không. Còn nếu người ta không đủ trân trọng, không đủ nâng niu là người ta vẫn mất mình bình thường. Đó, đấy là lúc các bạn nhìn ra.
chứ không phải là quan hệ xong rồi xong bắt đầu tự dưng là hạ mình xuống, xong rồi cứ phải chạy theo đuôi người ta. Trước đây người ta theo đuổi mình thì bây giờ tại vì mình đã trao thân rồi nên mình phải theo đuổi người ta thì tuyệt đối đừng bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh đó các bạn nhé. Điều số 3 nó khiến cho các bạn nhìn ra được bản chất của một người đàn ông, đó là nhìn vào cái cách mà anh ta làm mọi việc trong cuộc sống. Nếu như anh ta đã từng làm những cái việc không theo đạo đức thì rất có thể trong mối quan hệ với bạn anh ta cũng sẽ làm những cái việc không đạo đức đó. Ví dụ anh ta đang phản bội vợ để yêu bạn và anh ta hứa hẹn rằng anh ta sẽ bỏ vợ để yêu bạn. Đây là một hành vi không có đạo đức của anh ta. Và bạn sẽ phải hiểu rằng cái bản chất của người đàn ông này đó là hành xử không đạo đức. Chứ đừng nghĩ rằng ôi mình đang là người được yêu, người ta đang ngọt ngào với mình, người ta đang muốn ở cạnh mình, chúng tôi yêu nhau thì các bạn tự hào về điều đấy. Không. Người ta có thể phản bội vợ con người ta để theo các bạn, thì dù một ngày khi có gặp một bóng hồng tốt hơn các bạn, người ta cũng có thể bỏ các bạn để theo cái bóng hồng đấy. Đấy, cái cách người ta làm một việc là cái cách người ta làm mọi việc. Người ta có thể làm thế một lần, tại sao người ta không thể làm thế lần thứ hai, đúng không? Cho nên con người khi làm mọi thứ theo đạo đức, bạn có thể tin tưởng được người đàn ông này. Mình không bắt ép là người ta yêu rồi thì người ta không được phép thay đổi. Ví dụ có những người người ta có một cuộc hôn nhân nhưng hôn nhân không hạnh phúc đi, đúng không? Thì người ta phải dừng lại cái cuộc hôn nhân đấy, rồi người ta tìm hiểu ai thì tìm hiểu, chứ không phải là bây giờ lừa dối vợ, lừa dối con, xong rồi đi có tình nhân ở ngoài, xong rồi bảo là anh sẽ bỏ vợ, nhưng cuối cùng anh ta chẳng bao giờ bỏ vợ hết. Đó là hành vi thiếu đạo đức, đó là hành vi đi ngược lại với đạo đức của con người. Mà bạn yêu một người không có đạo đức thì bạn nghĩ bạn sẽ hạnh phúc sao? Thế cho nên mình mong rất là nhiều các cô gái đang rơi vào hoàn cảnh đấy là các bạn hãy tỉnh ngộ đi nhá. Cách anh ta làm một thứ là cách anh ta làm mọi thứ, hãy nhớ điều đó. Nếu không muốn mình sẽ trở thành người bị hại tiếp theo. Cái điều số 4, nó một cái cách mà cũng có thể khiến cho các bạn nhìn ra một người đàn ông ấy, đó là sau khi chia tay người ta đối xử với các bạn như thế nào. Có những người để đạt được cái mong muốn là ở bên cạnh bạn nhá, người ta sẵn sàng rất là văn minh với các bạn, rất là ngọt ngào với các bạn, có thể làm mọi điều tốt với các bạn. Nhưng khi mà ví dụ không có được bạn hoặc bạn đang mệt mỏi, bạn vừa đề xuất cái sự chia tay mà phát bắt đầu anh ta lồng lộn lên, bắt đầu anh ta đe dọa các bạn, lấy hình ảnh xấu hoặc là hình ảnh thân mật của các bạn trước đây để bắt ép các bạn phải ở trong một mối quan hệ đấy. Nói chung là cái hành xử của anh ta sau khi không có được thứ anh ta muốn, đó là chia tay với bạn, thì bạn sẽ biết được là anh ta là con người như thế nào. Còn cũng có rất là nhiều những người đàn ông rất cực kỳ là văn minh ấy. Và trong quá trình tư vấn ấy, mình đã gặp những người đàn ông như thế và mình cảm thấy đó là những ứng xử rất tốt. Ví dụ như trong quá trình yêu nhau này, họ yêu nhưng đến một thời điểm họ không còn yêu nữa, nhưng họ biết rằng người phụ nữ đấy đã gắn bó với mình trong một thời gian rồi, thanh xuân của cô ấy, tình yêu của cô ấy, và đặc biệt khi mình hết yêu cô ấy là khi cô ấy vẫn còn yêu mình, thì họ sẽ văn minh ở chỗ là họ sẽ bù đắp cho cô ấy. Có thể là về mặt vật chất đó, là bao nhiêu năm em đã ở bên cạnh anh và anh muốn hỗ trợ em trong công việc này, trong tiền bạc, trong vật chất, để cho em hiểu rằng anh trân trọng em như thế nào. Nhưng nếu tình cảm không còn thì chúng ta hãy văn minh để dừng lại đấy. Có rất là nhiều những người đàn ông họ văn minh đến như thế, chứ không phải là ôi chia tay thì đòi quà đó kiểu đấy. Có những người chia tay người ta phải tặng thêm quà để bù đắp cho cái sự tổn thương của cái người vẫn đang yêu mình đó các bạn ạ. Thì đấy là cái cách để các bạn nhìn ra. Và đừng quên là mình có một khóa học có tên là thấu hiểu tâm lý đàn ông. Muốn có hạnh phúc với đàn ông phải thấu hiểu cái điều đấy các bạn ạ. Thấu hiểu họ, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, có được trái tim của họ. Thì đừng quên tham gia khóa học thấu hiểu tâm lý đàn ông nhé. Để tham gia khóa học này thì các bạn hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Các bạn kéo xuống có khóa học, đăng ký càng sớm càng tốt. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc. Cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình. Nếu như các bạn cũng có những câu hỏi và muốn được tư vấn trên các video như thế này thì hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Sau đó các bạn kéo xuống ở phần giữa trang có Messenger, hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó hoặc liên hệ với mình để được tư vấn có phí nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn gái. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Em chào chị ạ. Chị ơi, em và người yêu nhau được 4 năm, 3 năm yêu ở Nhật, gần 1 năm yêu xa. Anh ở Việt Nam, còn em ở Nhật. Vào tháng 9, tụi em vẫn đang nói chuyện bình thường. Trước đó cũng có mâu thuẫn và làm lành, nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng tự nhiên anh trở nên cáu gắt khi quyết định từ bỏ việc học nghề tóc và quyết định vào Sài Gòn làm việc khác. Anh lại nói với em là anh hết tình cảm, cảm thấy chán và không muốn nói chuyện nữa. Em không hiểu vì sao. Vì mới ngày trước bọn em còn khơi gợi kỷ niệm và anh còn bảo là anh quay lại Nhật với em. Sau đó anh xin được yên lặng một tuần, em đã khóc, chất vấn nhưng không có câu trả lời nên để anh im lặng. Sau đó cuối tuần anh có gọi điện và xin thêm thời gian nhưng em đã nói cho thêm một tuần nữa. Và cuối tuần gọi lại cho em câu trả lời
vì sao anh trở nên như thế và có chuyện gì khiến anh áp lực. Em vẫn hiểu anh có áp lực với công việc, mất phương hướng vì cũng 29 tuổi mới lập nghiệp. Nhưng trước đấy em có nói là em sẽ bảo lãnh anh qua nếu ở nhà công việc không ổn, nhưng anh không thích Nhật. Và ngày trước khi về cũng hứa là cố gắng để cho em về Việt Nam luôn. Em cũng nói những câu động viên anh về công việc các kiểu, anh phản hồi là anh sẽ cố gắng, không bỏ cuộc, không chia tay em đâu. Nhưng kết thúc thời gian im lặng một tuần đấy vào cuối tháng 9, anh nói lời chia tay muốn dừng lại. Em kêu cho em một lý do thì anh nói anh có người khác. Em hỏi để đo lường mức độ tình cảm thì anh bảo trước anh có nói người ta là anh có người yêu nhưng người ta vẫn quan tâm, nhắn tin. Anh chỉ nhắn tin thôi và gặp một lần nhưng thấy nói chuyện hợp và có tình cảm với người ta, nhưng chưa ngủ với nhau. Nay vì thấy có lỗi nên khai thật với em, nhưng lại bảo anh cũng chưa chắc đến với người ta vì sắp tới anh cũng vào Sài Gòn lập nghiệp. Em níu kéo và nói ra những lời anh hứa vì anh từng giả định trường hợp đấy và khẳng định không yêu người con gái trên ngang như thế. Em hỏi cho em một tuần để em về, nếu không làm anh rung động, không kéo anh ra khỏi sự cảm nắng được thì em chấp nhận rời đi. Nhưng anh nhất định không muốn và cứ đẩy em ra, khẳng định có người khác, nhưng lại cứ nói sau này có cơ hội sẽ gắn kết lại, rồi lại khẳng định có người khác, nhưng lại kêu em đừng về bây giờ vì anh không muốn gặp, để sau này em nhớ anh thì em về. Em thì cứ bảo em không tin, và dù nếu có thì so với những gì anh cho em nó quá lớn lao. Hơn nữa, anh đã nghĩ tới em, để nhận ra sai và không đi quá xa có nghĩa là vẫn nghĩ cho em và em sẵn sàng tha thứ, chỉ mong anh không lún sâu. Em gửi và gợi lại những kỷ niệm nhưng anh lại lặng thinh và kêu em việc này anh cần thời gian hơn. Anh cũng muốn tập trung cho công việc, anh không muốn dây dưa chuyện tình cảm. Làm em cảm giác anh cố nói dối để đẩy em ra, cứ bảo em lo cho em đi, đừng lo cho anh quá. Kiểu vừa đẩy lại kéo lại. Sau 2-3 ngày, anh lại nhắn tin hỏi em dạo này em đi làm không. Thì em thông báo em đậu phỏng vấn và đang xin visa. Em cảm ơn và xin lỗi anh các kiểu, chấp nhận rời xa. Thì anh chúc em nhưng lại vẫn hỏi em, bảo em đi đâu đừng đi xa người thân quá lại buồn. Thế em mới thấy kỳ cục. Em nói anh đừng quan tâm em như người yêu vì giờ anh đã đánh mất tư cách đấy. Anh đã không giữ lời hứa và bỏ cuộc. Xong sau đó hai đứa im luôn. Chị cho em xin lời khuyên là làm sao để anh quay lại, chứ em tính cho anh thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn rồi sẽ kích thích anh trở lại và để gặp anh. Bạn bè người thân bên nhà anh thì ai cũng khuyên em cứ để anh tự giải quyết vấn đề của anh, em đừng về vội, nhưng cũng đều ủng hộ em vì tụi em cũng dự định là sẽ về cưới. Nhưng anh làm như vậy khiến em sốc, nhưng em vẫn tỏ ra bình tĩnh. Em mong chị cho em lời khuyên là em nên làm gì cho tốt ạ. Em thực sự quá sai lầm, thực sự rất rất sai lầm trong cái cách ứng xử khi mà gặp cái tình huống là người đàn ông của mình say nắng hoặc là có người khác. Ở đây cái tình huống này nó rất tệ ở cái chỗ là em đã ứng xử hạ thấp giá trị của một người con gái. Có thể nói rằng trong thâm tâm của người đàn ông này vẫn có tình cảm với em, nhưng cùng lúc là cũng có tình cảm với một cô gái khác. Đó, nhưng cái cách ứng xử của em nó khiến cho người đàn ông này đẩy em ra xa. Cái ứng xử của em nó khiến cho người đàn ông này càng muốn dấn sâu với cái người mới kia, chứ không phải là quay đầu để về với em. Đầu tiên, cái thứ mà chị cần ở tất cả các cô gái đó là phải có lòng tự trọng và giá trị, và biết mình xứng đáng với một tình yêu như thế nào. Bởi vì đây chỉ là một cái thử thách rất nhỏ. Cuộc đời này còn rất nhiều thử thách nữa mà các bạn không vượt qua được thì các bạn sẽ không thể nào chiến thắng và có hạnh phúc trong tình yêu được. Khi một người đàn ông đã sai với mình, có một cô khác, họ không cần phải xin lỗi, không cần phải xin cơ hội cái gì cả, mà em lại còn phải là xin cơ hội để em về. Nếu mà em không tách anh ra được khỏi sự say nắng này thì em chấp nhận rời xa. Tại sao hạ thấp giá trị của mình thế? Tại sao coi thường mình thế? Đúng không? Tại sao lại ngược đãi bản thân mình như thế? Đáng nhẽ một cái câu nói giá trị của một người phụ nữ khi anh ấy nói với mình như vậy là gì? Anh ạ, trước đây em vẫn luôn cố gắng để kiên nhẫn và cho anh thời gian, bởi vì em nghĩ rằng em đã từng đánh giá rằng anh là một người đàn ông rất là tuyệt vời và là một người đàn ông trung thủy. Thế nhưng đến ngày hôm nay khi em biết những cái điều này thì em không có lý do gì để em phải cho anh thời gian hay là chờ đợi anh nữa. Bởi vì với em, nguyên tắc về sự trung thủy trong tình yêu rất quan trọng. Bản thân em có người yêu rồi, không bao giờ em cho người đàn ông khác có cái cơ hội thả thính mình. Bởi vì em biết rằng trái tim của con người có khả năng rung động với trên một người. Nếu em cũng làm như anh thì cũng không biết có bao nhiêu người đàn ông tán em rồi. Nhưng em đã không làm như thế. Em đã từng đánh giá anh rất cao, nhưng đến hôm nay thì
có lẽ là cũng chỉ đến như vậy thôi. Cho nên là một khi mà anh đã có tình cảm với người khác rồi thì không bao giờ có cửa cho chúng ta nữa. Dừng và kết thúc tại đây mà. Đó. Ít nhất em muốn người ta tiếc em, muốn người ta mạnh mẽ để quay lại với em phải làm được điều đấy. Đó, khi người ta đang lưỡng lự ở ngã ba đường không biết rẽ trái hay rẽ phải thì mình đẩy anh ta ra khỏi đường đối diện luôn, thì bắt đầu là anh ta mới càng khao khát được quay lại trên cái lộ trình cùng với em. Đó, còn cái sai lầm quá lớn của em là còn níu kéo cái người đàn ông này nữa. Quá sai, quá hạ thấp giá trị của mình. Mà bởi vì em còn níu kéo như vậy, người ta lưỡng lự, người ta không muốn ở cạnh em. Cái thứ hai, cứ cho như là em níu kéo được đi thì người ta cũng luôn luôn thấy rằng em rất thấp giá và thấy rất chán em. Đó, thế nên cái việc bây giờ em cần làm là gì? Đừng níu kéo người đàn ông này nữa. Mặc kệ anh ta đi. Và lần tới khi mà anh ta nhắn tin cho em, không trả lời, được không nào? Bơ anh ta đi. Và nếu được, tham gia cho chị cái khóa học là lộ trình quay trở lại với người yêu cũ nhá. Lên Google gõ toàn nguyễnhạnhphúc.vn sẽ ra cái trang của chị, tìm kiếm cái khóa học lộ trình quay trở lại với người cũ đấy. Nếu được thì em tham gia khóa học đấy. Còn nếu không thì tinh thần nhớ cho chị này, khó khăn để cho anh ta quay lại. Và cho anh ta biết rằng em không bao giờ chấp nhận sự thiếu chung thủy trong tình yêu cả. Đã xác định có người ta thì đừng làm phiền em nữa, đừng hỏi thăm em nữa, em không có thời gian nhá. Rõ ràng khi anh ta liên hệ với em, đầu tiên không trả lời, sau đó thấy anh ta cồn cào, anh ta khó chịu, anh ta nhắn thêm nhiều những cái tin cho em nữa, thì em sẽ nói như này: anh ạ, thực sự thì em cũng không muốn phải nói nhiều, bởi vì nói gì thì nói anh là người đã phản bội em để có người khác. Nên là bây giờ bảo là em đóng vai hoa hậu thân thiện mà coi anh như bạn thì em không làm được. Cho nên em nghĩ rằng cả hai chúng ta, anh cũng đã có người mới rồi, và em thì chắc chắn em cũng sẽ có cái người mà thực sự mà em yêu thương để gắn bó. Cho nên là chúng ta tốt nhất là không nên ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau nữa nhá. Đấy, em nói như vậy thôi. Và nói với anh ta rằng em không tiếp chuyện, anh ta cũng không muốn làm bạn bè gì hết. Để cho anh ta bắt đầu thấy em giá trị, đúng không? Em tự trọng, bắt đầu có cảm giác tuột mất em, bắt đầu mới thấy rằng ôi, em mới là người trên cao, còn cái người hiện tại đang theo đuổi anh ta chỉ là một cái người hạ thấp giá trị của bản thân thôi. Đó, cái người đấy mới là người thấp giá, còn em mới là người cao giá. Nhưng có ứng xử như thế nó mới thực sự kích hoạt được cảm xúc của đàn ông. Và rồi để anh ta chủ động, anh ta phải xin cơ hội, anh ta phải xin lỗi em và muốn được quay lại với em. Nhưng việc của em là gì? Không được đồng ý, không được đồng ý luôn, mà phải nói rằng em không tha thứ được điều đó. Và để cho anh ta, nếu đủ chân thành thì anh ta nỗ lực, anh ta cố gắng, anh ta chứng minh, anh ta nhận thức được cái sai đấy, để có thể phải thế nào với em thì mới được quay lại, chứ không phải là tùy tiện một câu là được quay lại. Vì em quá dễ dãi trong tình yêu, và quá dễ dãi như vậy nó khiến cho cái người đàn ông coi thường mình đấy em ạ. Nhá, cho nên nếu có muốn quay lại thì cũng phải làm khó khăn như chị bảo. Còn nếu không ấy, em cứ cố quyết quay lại cho bằng được, thứ nhất là em thất bại, cái thứ hai cứ coi như em có quay lại được với anh ta đi chăng nữa, em sẽ không hạnh phúc vì em bị coi thường. Và nếu mà em lấy anh ta thì em lại càng bị coi thường hơn nữa. Thì anh ta sẽ thấy rằng ôi, cái quyết định lấy cô này có khi là không phải là quyết định đúng đắn, vì ngoài kia còn nhiều cô gái giá trị hơn nhá. Cho nên thay đổi suy nghĩ của mình đi, đừng ứng xử sai như thế mà nhá. Giá trị, bản lĩnh của cuốn hút. Ngoài cái khóa học lộ trình quay trở lại với người yêu cũ, nếu em muốn quay lại, ngoài ra chị còn muốn em tham gia thêm một khóa học nữa có tên là bản lĩnh yêu, bản lĩnh sống. Phải có bản lĩnh thì mới được đàn ông trân trọng và yêu thương. Hạnh phúc của chúng ta không thể phụ thuộc vào người đàn ông được. Người đàn ông muốn ở bên cạnh chúng ta, họ phải đạt được những tiêu chuẩn của mình. Không phải họ làm sai, họ phản bội xong rồi mình có đi chạy theo đuôi người ta, thế thì người ta chỉ có coi thường mình và người ta tiếp tục phản bội. Thế chẳng tội gì mà mình không đi trải nghiệm những cái người phụ nữ bên ngoài, trong khi cô này cô thảm hại với mình như thế, đúng không? Người đàn ông họ chỉ có động lực để chung thủy khi họ thấy rằng nếu mà mình say nắng, nếu mà mình không tử tế tốt đẹp ấy, mình mất cái cô gái này. Chứ không phải mình không tử tế tốt đẹp còn được cô ấy si mê hơn đi. Thế thì người ta phải tử tế tốt đẹp để làm cái gì với bọn em, đúng không? Thế nhớ điều đấy cho chị để thay đổi bản thân nhá. Và nếu được hãy tham gia những khóa học ở trên bằng cách lên Google gõ toàn nguyễnhạnhphúc.vn sẽ ra cái trang của mình, các bạn kéo xuống có khóa học đăng ký tại đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.